Quốc Hưng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin kinh doanh và bất động sản. Một điểm báo. Cuối chương trình là một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hằng. Mở đầu bản tin hôm nay là các thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Hai tháng đầu năm 2024, tỉnh Ninh Thuận thu ngân sách ước đạt 710,5 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán năm Hội đồng dân tỉnh giao và tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 708,5 tỷ đồng, tăng 32,5%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tỷ đồng, tăng 198,5% so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công, khai thác tốt các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản và các nguồn thu mới, nhất là các dự án năng lượng, công nghiệp mới đi vào hoạt động, nguồn thu thuế từ chứng chỉ carbon năng lượng, tăng cường thu hồi nợ động, đẩy mạnh chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, rà soát việc sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 167 của Chính phủ. Hoàn tất thủ tục bán đấu giá các cơ sở nhà đất tạo nguồn thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên 4.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 3.947 tỷ đồng, thu hải quan 53 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch ưu tiên hỗ trợ sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 2.000 hectare nho với sản lượng 72.000 tấn một năm và 1.200 hectare táo với sản lượng 54.000 tấn một năm. Trong đó có 300 hectare nho với sản lượng 8.000 tấn và 200 hectare táo với sản lượng 12.000 tấn để phục vụ xuất khẩu. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch cùng các sở ngành phối hợp với các công ty triển khai các chính sách thu hút các nhà khoa học hợp tác nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây nho, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, nghiên cứu và nhập nội các giống tốt, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh nho, táo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng xuất khẩu sang các thị trường Nga, Trung Quốc, Ukraine. Đến nay, thị trường xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông được mở rộng đến 35 quốc gia vùng lãnh thổ, chiếm tỷ trọng cao và ổn định là Singapore, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Nhật Bản và một số thị trường mới ở châu Phi và Trung Đông. Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Theo đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cà phê, hạt điều, hạt tiêu, cao su, sản phẩm alumin từ năm 2017 và ván MDF. Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, chủ yếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm hơn 55-65% giá trị kim ngạch xuất khẩu, tiếp đến là doanh nghiệp nhà nước chiếm gần 20%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân. Ngoài xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu đã phục vụ tốt cho nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2004-2023 đạt 2 tỷ đô la Mỹ, bình quân tăng trên 29% mỗi năm. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như điều nguyên liệu, tiêu đen, gỗ, máy móc thiết bị. Những ngày này, khách du lịch làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng cao. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tăng cường lực lượng để giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng, không gây phiền hà cho người dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là cửa khẩu trọng điểm của miền Trung về giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách nước thứ ba. Về phía cửa khẩu Den Savan của tỉnh Savannakhet là cửa khẩu duy nhất của Lào được phép cấp thị thực cho hành khách nước thứ ba nhập cảnh vào Lào. Vì vậy, những ngày qua, lượng khách du lịch qua lại cửa khẩu tăng cao. So với cùng kỳ năm 2023 thì lượng khách tăng hơn 10%. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch nói chung và du lịch Quảng Trị nói riêng. Chúng tôi là chủ động tham mưu và báo cáo Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn tăng cường các ca kiếp trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để phân luồng cũng như là giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, tạo điều kiện cho hoạt động lưu thông biên giới, tạo ấn tượng tốt đẹp nhất để tuyên truyền về cái hình ảnh của con người Việt Nam.
Để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho khách du lịch xuất nhập cảnh, trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã đơn giản hóa quy trình làm thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách để không xảy ra tình trạng chậm trễ. Đồng thời, lực lượng biên phòng ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Đen Savan sẽ tăng cường trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi qua lại cửa khẩu. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây tại làng Mông, xã Gia Hội, ban tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức phục dựng lễ hội Gầu Tàu. Lễ hội Gầu Tàu, tiếng Mông nghĩa là lễ hội chơi ngoài trời hay hội chơi trên đồi, chơi trên núi mỗi khi mùa xuân. Gầu Tàu là một lễ hội tiêu biểu nhất của người Mông với mục đích là tạ ơn trời đất, thần linh phù hộ đã ban cho mọi người sức khỏe, thịnh vượng và cầu phúc cầu lộc, ban cho những người dân trong bản Mông một năm mới mùa màng bội thu, gia súc gia cầm đầy chuồng. Tại lễ hội đã diễn ra đầy đủ phần lễ và phần hội. Phần lễ là nghi thức cúng trang trọng. Trong phần hội là các trò chơi dân gian truyền thống của người dân tộc Mông như ném còn, trình diễn khèn, hát giao duyên, biểu diễn sáo, nhảy sạp, múa hát với những lời ca điệu múa truyền thống của dân tộc Mông, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Việc phục dựng lễ hội Gầu Tàu của người Mông đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Với thông điệp giọt máu cho đi cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua đã có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, trở thành việc làm thường xuyên của nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Năm 2023, toàn tỉnh có 8.585 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 7.581 đơn vị máu, tăng 1.195,6 đơn vị máu so với năm 2022. Thời gian tới, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục duy trì tốt lực lượng hiến máu dự bị, đội ngân hàng máu điện tử, sẵn sàng đáp ứng số người hiến máu khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú, kịp thời tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, tăng cường tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên, tình nguyện viên trở thành những hạt nhân nòng cốt, vừa tích cực hiến máu vừa tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 6.600 đơn vị máu trong năm 2024. Phần cuối bản tin hôm nay là tin tức trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông. 3 tháng qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận hơn 4.500 trường hợp vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình trên ô tô kinh doanh vận tải. Trong đó, các trường hợp vi phạm đều tập trung vào 3 hành vi là mỗi phương tiện trong một tháng có từ 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000 km xe chạy, điều khiển xe quá thời hạn quy định và không truyền dữ liệu hoặc có sự can thiệp làm sai lệch dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phối hợp Sở Giao thông Vận tải trong việc khai thác trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của ô tô kinh doanh vận tải để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm rõ các vi phạm trong vận tải đường bộ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các tổ tuần tra kiểm soát cũng tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp nhưng không hoạt động, không ghi, không lưu hình ảnh theo quy định. Công an huyện Bù Đăng phối hợp Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ hai thanh niên đuối nước tử vong tại đập thủy lợi thuộc thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29 tháng 2, Nguyễn Thanh N, 23 tuổi, Nguyễn Tuấn H, 27 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng và ba thanh niên khác rủ nhau đi bắt ốc tại đập thủy lợi thuộc thôn Bình Trung. Đến 20 giờ tối cùng ngày, N xuống đập rửa chân thì bất ngờ bị trượt chân, rơi xuống nước sâu. Thế vậy, H nhảy xuống cứu bạn thì cả hai cùng mất tích dưới nước. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp công an địa phương lặn tìm kiếm hai nạn nhân. Sau khoảng 2 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai người đưa lên bờ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vừa rồi là tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển tỉnh Ninh Thuận mây thay đổi, chủ yếu không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin kinh doanh và bất động sản. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin kinh doanh và bất động sản của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025, kinh tế đô thị chiếm 75% tổng sản phẩm nội tỉnh. Diêm dân Ninh Thuận kỳ vọng một vụ muối được mùa được giá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu kinh tế khu vực đô thị chiếm khoảng 75% tổng sản phẩm nội tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị bình quân đạt 12-13%, thu nhập bình quân đầu người khu vực đô thị đạt khoảng 170 triệu đồng một năm, tổng vốn đầu tư khu vực đô thị khoảng 29-31.000 tỷ đồng, năng suất lao động khoảng 180-200 triệu đồng một lao động một năm, quy mô dân số đô thị khoảng 254.000 người. Để đạt mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường phát triển đô thị hóa và tăng quy mô dân số các đô thị trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế trong các đô thị một cách hợp lý, nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ở các đô thị, tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, rà soát, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế đô thị, xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực. Nho là cây trồng đặc thù của tỉnh Ninh Thuận, nhằm thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 2.000 hectare nho với sản lượng 72.000 tấn mỗi năm, trong đó có 300 hectare nho với sản lượng 8.000 tấn để phục vụ xuất khẩu. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch cùng các sở ngành phối hợp với các công ty triển khai các chính sách thu hút các nhà khoa học, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây nho, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, nghiên cứu và nhập nội các giống tốt, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh nho, táo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng xuất khẩu sang các thị trường Nga, Trung Quốc, Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù thời tiết nắng to, gió mạnh, độ mặn nước biển cao, Ninh Thuận là địa phương có lợi thế về sản xuất muối. Từ sau Tết cũng là thời điểm thuận lợi muối kết tinh tốt cho hạt muối trắng to, khô ráo. Cùng với giá bán hiện tại ở mức khá, người làm muối kỳ vọng sẽ có một vụ muối được mùa được giá. Cánh đồng muối Khánh Tường, xã Tri Hải. Gia đình chị Lâm có 8 sào sản xuất muối. Nhờ thời tiết nắng, gió nhiều, giúp nước biển phơi trong ruộng bốc hơi mạnh, làm cho hạt muối kết tinh nhanh. Sau một tuần lễ, chị Lâm thu hoạch được trên 9 tấn muối, với giá bình quân 900.000 đồng một tấn. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị còn lại khá. Năm ngoái là giá 1,6 triệu một tấn, năm nay là còn 900, mà không biết tháng vài bữa nữa nó có hạ nữa hay không. Sản lượng thì so với đầu năm thì bây giờ là đạt hơn năm ngoái. Năm nay, tuy giá muối sụt giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng vẫn ở mức ngang bằng so với các năm trước. Cụ thể, muối trại bạc dao động từ 900.000 đến 1,2 triệu đồng một tấn, muối nền đất từ 550 đến 700.000 đồng một tấn. Bù lại, năng suất tăng gấp rưỡi so với năm trước, trung bình đạt 30 tấn một hectare. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục về mặt củng cố hồ sơ để rồi sẽ đưa vào đánh giá năm 2024 là sẽ cho ra đời những cái dòng sản phẩm sao muối mà phải nói là đảm bảo chất lượng cho và đáp ứng được cái nhu cầu thị trường cho khách hàng tiêu dùng trong nước cũng như trong tỉnh. Nhằm thúc đẩy nghề muối phát triển vững, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến muối, sản xuất hóa chất sao muối tại tỉnh, xây dựng nhiều thương hiệu sản phẩm muối, tăng cường xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm sao muối để mở rộng thị trường tiêu thụ, nhằm góp phần đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho diêm dân. Vừa rồi là bản tin kinh doanh và bất động sản. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Quốc Hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hà. Chuyên trang kinh tế báo Tiền Phong có bài viết đáng chú ý, sắp trình chính phủ đề án 50.000 nhân lực ngành bán dẫn. Bài báo cho hay, trong quý 1 năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình chính phủ đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn năm 2030, định hướng đến năm 2045. Mục tiêu đào tạo được 50.000 kỹ sư phục vụ ngành trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị.
Hiện Việt Nam đã có một số chương trình hợp tác với các ông lớn bán dẫn trên thế giới về đào tạo nhân lực. Đại diện tập đoàn Siemens cho biết sẽ tài trợ phần mềm thiết kế chip và bo mạch tiên tiến nhất cho Việt Nam. Đồng thời, tập đoàn này sẽ cung cấp các dịch vụ đào tạo và đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia trong việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Gỡ rào cản kinh doanh, quy định chưa bỏ, dự thảo mới đã cài thêm là nhan đề bài viết trên tờ Vietnamnet. Bài báo dẫn lời các chuyên gia phân tích, dự báo năm 2024, các thuận lợi khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn. Riêng trong tháng 1 năm 2024, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gấp gần 2 lần số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Trong khi đó, quá trình rà soát cắt giảm các văn bản hiện hành lại có hiện tượng các văn bản đang soạn thảo lại bổ sung rào cản mới. Cụ thể như quy định doanh nghiệp vận tải hành khách hợp đồng phải cung cấp tối thiểu nội dung hợp đồng vận chuyển đến Sở Giao thông Vận tải bằng email trước mỗi chuyến đi hay yêu cầu tăng cường iốt và muối dùng để ăn trực tiếp chế biến thực phẩm. Vì vậy, đã đến lúc cần tăng hiệu quả đôn đốc, giám sát và xử lý để mỗi cán bộ công chức bộ ngành phải tận lực hỗ trợ xử lý và xem lợi ích của doanh nghiệp người dân như lợi ích cho chính mình. Có như vậy, việc cải cách mới hiệu quả. Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức cuộc thi lập trình quy mô quốc tế là thông tin đăng tải trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Theo đó, ngày 1 tháng 3, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức chung kết kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICBC châu Á-Thái Bình Dương năm 2024. Đại diện Việt Nam có 12 đội tuyển đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, còn các đội tuyển đến Việt Nam dự chung kết được lựa chọn từ top đầu tại các vòng loại ICBC khu vực tại ICBC Asia, Yokohama, Seoul, Jakarta và Huế City. Cuộc thi tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ công nghệ thông tin, qua đó khẳng định khả năng hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với đẳng cấp kỳ thi ICBC toàn cầu, từng bước đưa thương hiệu các trường đại học Việt Nam sánh vai trong top 100 trường đại học có chất lượng sinh viên công nghệ thông tin hàng đầu trên thế giới. Bộ Y tế đề xuất doanh nghiệp cùng đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân người lao động, thông tin được đăng tải trên báo Lao động. Theo đó, để hướng đến bao phủ y tế toàn dân, Bộ Y tế đề xuất 3 phương án, trong đó phương án 2 đang được xã hội quan tâm, đó là sẽ bổ sung nhóm đối tượng là thân nhân người lao động. Trong đó, nhóm thân nhân người lao động sẽ được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, 70% còn lại do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng. Trong đó, người lao động đóng 1/3 và chủ sử dụng lao động đóng 2/3. Quy định chính sách bảo hiểm y tế bổ sung mang tính tự nguyện do các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong đó, việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do nhà nước thực hiện là điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế bổ sung nhằm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Theo thông tin trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, trên 10,5 triệu lượt đoàn viên người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn. Theo báo cáo của các địa phương đơn vị, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đã có trên 10,5 triệu lượt đoàn viên người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng kinh phí hơn 7.025 tỷ đồng, tăng 15% so với dịp Tết năm 2023. Công tác chăm lo Tết của tổ chức công đoàn đã góp phần động viên đoàn viên người lao động trở lại làm việc sau Tết đúng thời gian. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, ngành, đến hết tháng 2 năm 2024, khoảng 92% doanh nghiệp người lao động đã quay lại sản xuất kinh doanh làm việc bình thường, tùy theo địa phương, tỷ lệ dao động từ 42 đến 100%. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp theo chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những tin tức diễn ra trong tuần. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Sau đây là những tin tức chính diễn ra trong tuần. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng nhân dịp Tết Ramadan năm 2024. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Khai mạc Đại hội Điền Kinh học sinh phổ thông tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2024 và những tin tức quan trọng khác. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Vừa rồi là những tin tức chính diễn ra trong tuần. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Quốc Hưng với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hằng.
Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm ẩm thực Cừu Ô Vương ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đến với một điểm đến của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Ninh Thuận, ngoài nắng và gió, những tháp Chàm cổ kính, những bãi biển đẹp nên thơ, thì Ninh Thuận còn lôi cuốn du khách bởi những món ngon riêng đặc trưng ở vùng đất này. Và trong đó có món thịt cừu đã làm lôi cuốn bao nhiêu du khách. Và hiện tại Ánh Xuân đang có mặt tại 123 Trần Quang Diệu, quán Cừu Ô Vương. Và bây giờ Ánh Xuân mời quý vị và các bạn cùng Ánh Xuân khám phá xem món ăn này có gì ngon mà lôi cuốn bao nhiêu du khách đến như. Chỉ được ưa chuộng bởi sự thơm ngon, thịt mềm, có mùi vị đặc trưng mà giá trị dinh dưỡng lại rất cao. Và tuy nhiên thì cách sơ chế cũng như chế biến rất quan trọng. Đây cũng chính là bí quyết mà cái đầu bếp dùng để tận dụng tối đa hết các giá trị dinh dưỡng có trong thịt cừu đó các bạn ạ. Và bây giờ Ánh Xuân mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Và bên cạnh Ánh Xuân ngay lúc này là anh Vương, chủ quán Cừu Ô Vương. Xin chào anh ạ. Chào anh em. Có thể chia sẻ cho Ánh Xuân cũng như là quý khán giả được biết cách sơ chế và chế biến cừu như thế nào để có thể miếng thịt cừu thơm ngon nhất không ạ? Cách chế biến thì nó cũng đơn giản thôi em ạ. Chỉ quan trọng mình là chọn nguyên liệu, chọn những con cừu tơ vừa đủ tuổi, rồi thịt cừu phải mập thì cái thịt nó sẽ được thơm ngon. Trong quá trình chế biến á, thì mình lấy những cái gân máu, những cái mỡ thừa của nó ra đi thì nó sẽ cái miếng thịt nó sẽ không còn hôi bùi nữa. Tuy nhiên nó cũng phải có cái gia vị đặc trưng riêng, để mà có được cái gia vị đó thì tẩm ướp vô cho cái miếng thịt này để nó tạo cái thịt mềm mềm hơn và có cái độ thơm, như vậy thì cái mùi hôi nó sẽ không còn. Và trong các món cừu thì thực khách đến đây thì họ sẽ ưa chuộng món nào nhất anh ha? Cừu thì ở quán mình rất là đa dạng, nhiều món lắm, nhưng mà chủ lực chính vẫn là thịt cừu nướng và cừu nấu nho xanh, là cái đặc sản mà kết hợp giữa hai cái món cừu với nho là nó cũng tạo thành một món đó, là khách nào phải ăn thử cho biết. Và cái hấp dẫn nhất là cái mùi thơm từ thịt cừu nướng. Em biết cừu nướng mà ngon nhất là lúc nào không? Lúc nào là lúc mà đang nướng xong mà ăn một miếng nóng ngay tại chỗ luôn. Wow. Anh sẽ thử cho em coi nha. Dạ. Thơm lắm. Đã. Wow. Và anh Xuân không thể đợi thêm nữa rồi, anh Xuân sẽ thưởng thức ngay để xem mùi vị nó như thế nào các bạn nhé. Thịt cừu thì rất là mềm và béo. Ngon thiệt anh đó. Cái lá này là lá xào dông hả? Cái lá này là lá xào dông, cái tên Nhật của nó là tên Omi, cái lá Omi. Nhưng mà nhà mình ở đây kêu lá xào dông, bởi vì dạ, trước đây cái lá này nè, ăn với thịt dông nên dân địa phương gọi là lá xào dông. Con cừu nó cũng mê cái lá này lắm, mê con cừu ăn cái lá gì thì mình ăn thịt cừu ăn với lá đó là ngon. Ăn cái lá này em thấy nó có mùi thơm thơm, the the như cái mùi bạc hà đúng không? Đúng.
tìm kiếm những quán cừu như thế này tại khu căn 1 hay đường Ngô Gia Tự hoặc chính tại địa điểm mà anh Xuân đang có mặt, 123 Trần Quang Diệu, sau lưng công viên 16 tháng 4, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Và cùng bạn bè lai rai món thịt cừu trên chính vùng đất được xem là thủ phủ của loài cừu như thế này thì còn gì bằng. Còn bây giờ xin chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được khép lại tại đây. Quốc Hưng và Khánh Hằng thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.